chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay à, à, và phần này phần 3 chúng ta còn hai phần nữa để gặp nhau nói chuyện Màu hết hả? Màu hết quá Thời gian à, một, quá một số màu? quý vị khán giả cũng không ở dưới nó là sao mà ít vậy hết chục phút rồi coi muốn mình xíu làm mỗi rồi. ngày luôn muốn là mình làm mỗi ngày mà đâu có được đâu mình chỉ được làm hai ngày cuối tuần thôi đúng rồi <laughs> Thôi quý vị à, ít vậy mà nó quý đúng không yeah. nhiều quá là lại bị là quý vị chán mà... luôn gặp những huyền linh sợ chán phỏng lê thai chắc chắn là hồng <laughs> tại vì thái uh, từ đối, ghê luôn. đối với lê thái thì uh, uh, những cái bản tin lê thái nói thì lê thái biết rất là nhiều cái để nói thà, thậm chí là không có thời gian để nói nó thành ra yeah. lê thái nói hơi bị nhanh để mà mình có thể mình truyền đạt lại mà đôi lúc có một số quý vị khán giả lại không thích nói nhanh ừ. nhưng mà theo những cái phong thái bây giờ thì em nghĩ là nói nhanh cũng là một trong những cái nó đáp ứng được cái thời lượng chương trình à, khi mà chúng ta nói chậm quá thì một số ở đây anh chị cũng một số người cũng nói chậm lắm yeah. Lê Thái cũng nói chậm được thưa quý vị Lê Thái có thể nói chậm được chứ không phải không đúng yeah. không nhưng mà thôi thì mình đưa đến bản tin nhiều thì càng tốt thôi yeah. à, rồi người ta cũng quen thôi cũng quen với Lê Thái quen <laughs> nhiều. nhiều lắm rồi chứ Dạ vâng và vâng. cứ thưa quý vị nghe hấp dẫn của Lê Thái luôn <laughs> Cảm ơn chị Nguyệt, kính thưa quý vị, à, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái loại trà thưa quý vị và cái loại trà này ở trong những cái bản tin về những cái năm tháng trước Lê Thái cũng có đưa tin quý vị là về cái loại cây gọi là bồ công anh, chị có nghe cái cây đó rồi đúng không? Ừ, dạ. Cây à, đó tốt lắm. Bồ công anh rất là tốt thưa quý vị. Ừ. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin là vì lý do tại sao mà người ta lại cái cây cái cái, cái trà bồ công anh nó lại tốt như thế nào? Một cái nghiên cứu mới đây thưa quý vị người ta cho thấy rằng là cái cây bộ công anh hoặc là trà bộ công anh có thể tiêu dược được các tế bào ung thư tuyến tụy ung thư máu và cả ung thư đại tràng và một số chuyên gia người ta cho biết rằng là chúng ta uống trà bồ công anh đó là một cái cách đơn giản để có thể làm giảm những cái nguy cơ chúng ta bị mắc bệnh ung thư và một bác sĩ của trường đại học ở nước anh cũng như là một cái bác sĩ tiến sĩ deborah lee từ Dr. fox online pharmacy ở nước anh thưa quý vị ông này nói rằng là bồ công anh khi mà chúng ta hạ thổ xuống chúng ta pha trà chúng ta uống và có thể mà tiêu diệt được tế bào ung thư và nổi tiếng về cái sức mạnh mà nó hỗ trợ về tiêu hóa cũng như là à, làm giảm nguy cơ của chúng ta bị ung thư à, tất cả các loại ung thư rất là nhiều loại ung thư và theo tiến sĩ Deborah này thưa quý vị ông nói rằng là, là bồ công anh đã được sử dụng như một cái phương thuốc tự nhiên cho sức khỏe của chúng ta hàng trăm năm nay và nó được được khoa học chứng minh là có đặc tính là chống viêm chống oxy hóa chống ung thư và đặc biệt là lợi tiểu và có nhiều vitamin ở trong đó khoáng chất và các hoạt chất như là polyphenol và bồ công anh có rất là nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe chứa hàm lượng lớn là bicarotin và hoạt chất này được nhiều người nghiên cứu y học chứng minh là có tác dụng chống ung thư rất mạnh và kể cả nó giảm cái nguy cơ và giảm cả những cái loại ung thư như là ung thư tuyến tụy ung thư trực tràng và các hoạt chất như là Taralastero, à, Taracero, axit chlorogenic và axit kirodic, thưa quý vị, trong cây bộ công anh này đều có hoạt tính là chống ung thư và à, đặc biệt đó là nó lại được một cái nghiên cứu mới, người ta nói rằng ở trên tạp chí khoa học là Vancia người ta cho thấy rằng rễ của cây bồ công anh này có thể tiêu diệt được tế bào ung thư tuyến tụy và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy là chiết xuất rễ của cây bồ công anh có thể làm chết tế bào ung thư tuyến tụy ở người và hơn nữa thì nhóm nghiên cứu này cũng nhận thấy rằng là khi tiêu diệt những cái tế bào ung thư trong cơ thể đó thì cây bồ công anh này không chỉ là không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh mà nó chỉ tập trung nó diệt ừ. những cái tế bào xấu thôi tế bào ung thư và tiến sĩ Deborah cho biết rằng các nghiên cứu khác cho thấy là rễ cây bồ công anh cũng tiêu diệt được tế bào ung thư bạch cầu ở người và tế bào ung thư đại tràng ở những cái loài chuột và người ta tin rằng là các hoạt chất được dược lý ở trong rễ bồ công anh à, kích thích một cách tự nhiên quá trình mà tế bào ung thư nó tự chết và theo những cái nghiên cứu mới đây thì chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta được có thể mà chúng ta uống được cái, cái trà bồ công anh này thì nó rất tốt cho sức khỏe quá tốt hơn quý việc cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Nó bán nhiều lắm chị, ở Walmart cũng có, dạ, ở, ở trong có rất hay. là nhiều chỗ quý vị có thể tìm mua trà bộ công anh này ở trong Walmart, trong Target rất là nhiều chỗ ở Hoa Kỳ chúng ta. Trà nó đặc biệt là trà nó đã có nhiều chất tốt ở trong đó rồi, trà xanh cũng vậy Phạm lê thái dạ, và vâng. trà đen cũng vậy mà bộ công anh thì càng tốt nữa. Cảm ơn Lê Thái. Bản tin vừa rồi rất là hiểu ích. và bản tin kế tiếp đó là cầu vòng. Phải quý vị khi mà mình con nít hoặc là giờ lớn cũng vậy thấy cầu vòng, nhất là ở Hawaii là có, mình thấy nhiều cầu vòng nhất. Thì rất là đẹp nhưng mà thật ra những cái nhà mà họ dự đoán về khí hậu nhiều cầu vòng có nghĩa là do thời tiết biến đổi khí hậu vừa rồi rất là nhiều mà tạo ra những cái cầu vòng như vậy thì trong họ đã sử dụng những cái hình ảnh cầu vòng rất là nhiều và họ đã lấy dữ liệu cái khí hậu thay đổi ở trên toàn cầu thì họ phát hiện rằng từ 21 tới 34% có những nơi cầu vòng thì ít còn từ 66 đến 79% có những nơi cái số lượng cầu vòng tăng lên rất là nhiều cho dù thấy cầu vòng là cũng như là người ta nói tới những nơi đó nó xảy ra rất là nhiều cái khí hậu thay đổi rất là bất thường đó là hạn hán lũ lụt và xảy ra cũng là nhiều nữa và các dự báo được thực hiện bằng những nhà nghiên cứu về họ sử dụng hàng chục cái hình ảnh về cầu vòng. Quý vị cũng thấy những cái hình ảnh cầu vòng này nó nhìn nó rất là đẹp, quá đẹp luôn phải không thưa quý vị? Ở ngay tại khi người ta thấy cầu vòng người ta chụp hình, người ta post lên trên Facebook, người post lên Twitter, post lên rất là nhiều. Nhưng mà thật ra khi cầu vòng nổi lên như vậy thì đằng sau nó xảy ra rất là nhiều tai họa. Và bên cạnh đó thì tùy theo cái độ cái hình nó đẹp tùy theo cái mặt trời, tùy theo cái góc mặt trời nữa. Mà theo những nhóm nhà nghiên cứu họ sử dụng dữ liệu thật để mà tạo ra một cái mô hình mới, thì họ thấy rằng ở những nơi như là cái những cái khu vực có vĩ độ cao hơn, ít người hơn thì cái khu vực đó chúng ta thấy cầu vòng rõ ràng hơn và những cái khu vực đông dân cư khói bụi đi về những cái thành phố lớn như Los Angeles hoặc là những cái khu mà Chicago thành phố lớn thì chúng ta không thể thấy cầu vòng được bởi vì cái khói bụi nó đã che mất tiêu rồi nhưng mà biến đổi khí hậu tạo ra những cái cầu vòng như vậy thì là do cái sự biến đổi môi trường rất là nhiều nên mình cũng hy vọng là đừng thấy cầu vòng nhiều ở những nơi như là Hawaii hoặc là những nơi mà nó vắng vẻ từ vì đằng sau cầu vòng là cái thay đổi khí hậu hạn hán lũ lụt mọi thứ hết thưa quý vị sau cái vẻ đẹp tự nhiên sẽ yeah. là một cái sự chết chóc đó <laughs> à, từ xưa giờ lê thái có nghĩa là cầu vòng là một cái hiện tượng tự nhiên thôi ngày hôm nay chị Nguyền đưa đến một thông tin vô cùng ý nghĩa thưa quý vị à, càng ngày thì chúng ta cập nhật rất là nhiều các thông tin trong chương trình cà phê sáng à, chẳng những cà phê sáng trong tuần và cà phê sáng cuối tuần nữa cảm ơn chị nguyền cảm ơn à, dạ anh. vâng à, thưa quý vị xỉn nhậu nhậu xây nhậu xỉn thì chúng ta chỉ nghĩ là những cái đó nó liên quan đến con người thôi đúng không hoặc một số người người ta người ta quậy thưa quý vị người ta up lên trên tiktok hay là facebook hay là youtube uh -huh. người ta thường cho những cái con khỉ nó uống, uống rượu này nọ để cho nó say xỉn nó đỏ mặt rồi nó quẹo qua quẹo lại nó quậy này quậy kia rồi người ta up lên để người ta lấy những cái lượt lấy, lấy những cái lượt view thuốc view này nọ nhưng ngày hôm nay là thái đưa đến quý vị thông tin về 24 con, con voi nó nhậu xỉn quắc cần câu luôn thưa quý vị ở Ấn Độ. À, cái thưa quý vị người dân vào rừng để kiểm tra những cái chum rượu thì phát hiện ra một cái đàn voi bất tỉnh nằm la liệt quanh đó. Theo tờ Daily Mail vào ngày 10 tháng 11 vừa qua đưa tin là cái vụ việc này xảy ra tại một cái khu rừng gần làng Salibada, bang Odisha miền đông của Ấn Độ. Và người dân ở trong làng Salibada này người ta mua các châm đựng đầy rượu mua hua, một cái loại rượu truyền thống của địa phương ở một cái khu rừng gần đó trong quá trình lên men và nhưng khi một số người người ta vào rừng người ta kiểm tra phát hiện ấy, thì người ta đã thấy ra 24 cái con voi nó nằm la liệt ở gần đó trong khi đó thì các chum rượu đã bị vỡ và đàn voi gồm 9 con voi con say rượu đến mức là người dân địa phương không thể mà đánh thức những cái con voi con này này vậy. và quý vị thấy là trên màn ảnh đây là những cái con voi con bị xỉn đó và một lúc sau thì cái đám voi con nó mới tỉnh lại và các nhân viên kiểm lâm người ta xuất hiện thì gõ trống liên hồi thấy âm thanh nó huyên náo thì những con voi này bắt đầu mới tỉnh dậy và từ từ đứng dậy và quay trở về rừng cùng với lại ba mẹ và anh em của chúng và uh, cái người này người ta kể lại rằng là vào lúc 6 giờ sáng đó tôi đi kiểm tra các mẹ rượu thì phát hiện ra những cái chum đựng không còn một cái nào nguyên vẹn oh hết và số rượu trong đó nó cạn sạch hết không còn một cái nào cả thưa quý vị và nên ra Uh, Naria City là một cái người dân địa phương nói với hãng tin BTI rằng á những cái con voi này á nó rất là thích uống rượu mohu vì chúng nguyên chất và ngon và thơm và chưng cất từ những cái gạo nếp và những cái lá cây những cái loại cây tự nhiên ở trong rừng người ta giống như cái rượu rượu cần của mình ở ở ở Việt Nam mình vậy yeah, dạ ở trong dạ, vùng dân rất tộc rất là thơm dùng vùng dân tộc người ta hay uống đó ừ. giám đốc tổ chức của Wild, uh, Wild Lab SOS thưa quý vị nói với truyền thông địa phương rằng là cái chuyện những con voi nó uống rượu hô từng xảy ra trước đây thậm chí là có những cái con xảy ra, nó gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 4 vừa rồi, thưa quý vị, thì voi rừng đã giết chết 5 người sau khi mà nó uống nhầm rượu mô hô ở trong rừng. Mà những người này để trong cái khu rừng Naga, bang Mahia ở Pradesh, ở Ấn Độ. Người ta để để chinh cất để cho những cái loại rượu này lên men thì những cái con voi này nó vào nó uống và nó xây rượu và nó giết chết năm người trong khu rừng đó. Ồ, oh, vậy Rất là, là nguy hiểm. Quá nguy hiểm luôn. Wow. Mà, mà đầu nhiên nhìn thấy rượu. nó kêu quá mà có điều là nó quá <laughs> giết rồi. À, uống thử đi biết. Em thấy em đã từng thấy những cái người xây rượu mà về mà đánh vợ đánh con rồi đánh <laughs> ừ, nhau rồi vậy. nói nhiều này nọ đập vỡ đồ đạc này nọ hồi đó ở Việt Nam chứng kiến nhiều cảnh nó nhiều lắm luôn á ở hàng xóm những cái chung quanh về quê của người bạn về miền Tây về miền Đông này nọ đó, về Bình Phước này nọ thì em thấy rất là nhiều cái cảnh đó lên bưu thuộc cũng vậy nữa thành ra là em nghĩ là rượu vào lời ra ừ. có nghĩa là người ta không cần trôi được thì những cái con này nó cũng vậy thôi yeah, con vật cũng như giống như, con người thôi thì giống như là cách lê thái nói rằng là khi mà uống rượu vô thì cái à, con người cũng trở thành con vật <laughs> không có em không nói không có nói, <cười> <cười> không có nói đó kidding. nói gì là ta nói mình nữa chưa <laughs> <Just> vâng. <kidding. cười> cảm ơn chị Diền. và kính thưa quý vị à, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài